Yến Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017. Chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fauntleroy, Virginia, để gửi đến quý vị một số hình ảnh trong đêm trùng dương hội ngộ do Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 với nghi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ thật trang nghiêm. Hoãn cơn tầm pha vẽ vang nổi dông sương dài nghìn năm dòng sông lạc hồng. Đem tay chuẩn. Phút mặc niệm những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, trong đó có 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa. Phút mặc niệm chống dịch, toán quốc quân kỷ trở về vị trí. Tiếp theo là phần chào mừng và cảm ơn quan khách của ông Nguyễn Văn Thành. Xin đại diện cho Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa, miền Đông Hoa Kỳ, trân trọng kính chào quý khách và chân thành cảm tạ sự hiện diện đông đảo của quý vị đã đến chung vui cùng Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa, miền Đông Hoa Kỳ. Trong đêm trùng dương hội ngộ hôm nay, phần văn nghệ giúp vui được mở đầu với ban hợp ca hải quân với ca khúc Hải quân hành khúc. Ông Nguyễn Văn Huấn, điều hợp chương trình của đêm dạ tiệc cũng chia sẻ. Thường thường tất cả những anh em hội cựu của các chiến sĩ hải quân và hàng hải Việt Nam Cộng hòa ngày xưa luôn luôn khắc khoải tìm về đến với nhau để hâm lại những tình đồng đội thì đã có từ xưa, và cũng như là để hun đúc nhau tinh lòng yêu nước luôn luôn lúc nào cũng có trong mỗi con người của một quân nhân hải quân. Và có thể làm gì được cho quốc gia trong tương lai thì cùng nhau xây dựng và cùng nhau làm để hướng về quê hương Việt Nam. Cho thấy có rất là nhiều gương mặt trẻ ngày hôm nay, thì hội của mình có nhiều cái giới trẻ tham dự hay không chứ? Tất cả những người trẻ ngày hôm nay đa số là những thế hệ hậu duệ của các cựu quân nhân Hải quân Việt Nam, con cháu của những người cựu Hải quân Việt Nam đến đây. Họ là những người cũng đang phục vụ cho quê hương thứ hai của những tầng lớp cũ, và họ là hậu duệ, họ phục vụ xứ sở này. Kế đến các ca sĩ trong gia đình và thân hữu trình diễn. Đặc biệt với giọng ca trong trẻo và gương mặt khả ái, ca sĩ Cát Linh đến từ trung tâm Asia đã mang đến cho không khí buổi dạ tiệc thêm phần hào hứng và vui tươi, được khán giả tán thưởng liệt liệt. Chương trình Đêm Trùng Dương Hội Ngộ kết thúc vào lúc 11 giờ 30 tối cùng ngày. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong đêm trùng dương hội ngộ do Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng hòa miền Đông Bắc Hoa Kỳ tổ chức. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yêu Phương tường trình từ Fauntleroy, Virginia. Ngày xưa, mỗi lần ra đi là một niềm mơ ước, một niềm hy vọng, và không biết bao giờ được nhìn thấy lại hình ảnh của người thân. Sau 40 năm viễn xứ, thời gian đã thay đổi với sự phát triển như vũ bão của Internet cùng với lại sự phát minh của IPTV. UNO IPTV, một dịch vụ truyền hình bằng Internet đầu tiên của người Việt tại hải ngoại, không những cung cấp những thông tin liên tục cập nhật trên toàn cầu, mà còn đáp ứng mọi nhu cầu giải trí theo phương thức mới của công nghệ truyền hình, xem đài theo sở thích. VNews là truyền hình Việt ngữ đầu tiên và duy nhất chuyên về tin tức, bình luận, hội thoại cập nhật nhất liên tục 24 giờ mỗi ngày, có thể xem như là CNN tiếng Việt. VMAX và phim 24 giờ chuyên về phim bộ, trình chiếu liên tục những bộ phim hấp dẫn của Đài Hàn, của Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, tương tự như HBO hay Cinemax. Nhạc Việt, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên duy nhất tại hải ngoại chỉ chiếu âm nhạc cho quý vị thưởng thức liên tục 24 giờ mỗi ngày. Việt TV và S Channel,
với nhiều chương trình tổng hợp của người Việt hải ngoại như tin tức, di trú, phúc lợi xã hội, sức khỏe, thời trang, du lịch, thể thao, ẩm thực, thiếu nhi. V-Live với nhiều chương trình giải trí như game show, tâm tình nghệ sĩ, đời sống thật và rất nhiều tiết mục hấp dẫn khác. Đặc biệt sẽ có những đài thuần túy tôn giáo phổ biến như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo. Với Antenna, quý vị có thể xem rất nhiều đài truyền hình địa phương với chất lượng High Definition và một số tiện lợi khác như Miracast, DLNA, USB, YouTube và các trang web. Thật tự hào sau 40 năm viễn xứ, người Việt của chúng ta đã có một hệ thống truyền hình miễn phí xem được ở tất cả năm châu thông qua iPhone, iPad, Android Phone, Samsung Smart TV hay là hộp Uno IP Box. Đến với Uno IP TV, quý vị chính là người giúp bảo tồn phát triển văn hóa Việt cũng như là giúp cho con cháu của chúng ta giữ mãi tiếng Việt khắp mọi nơi. Và chính vì lẽ đó, Uno IP TV là sự lựa chọn đúng hơn. Quý vị lựa chọn trả tiền hàng tháng để xem truyền hình Việt ngữ hay chỉ trả tiền một lần và xem chương trình hoàn toàn miễn phí? Uno IP TV, sự lựa chọn đúng hơn.